Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tăng lương có trị được tham nhũng. Ngày 4 tháng 7, VOA Tiếng Việt có bài Việt Nam tăng lương 30% để trị tham nhũng, liệu có khả thi? Theo VOA, Bộ Chính trị đã chỉ đạo chính phủ chuẩn bị để Theo VOA, Bộ Chính trị đã chỉ đạo chính phủ chuẩn bị đề án tăng lương cơ sở trong nhiều năm qua và sau khi được Quốc hội phê chuẩn hôm 29 tháng 6, kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, Việt Nam sẽ tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân trong khu vực nhà nước lên 30%. Mức tăng này là tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu lên 2,34 triệu đồng một tháng, là cơ sở để nhân lên theo hệ số của mỗi người. Hình ảnh bài trên VOA. VOA cho hay, một sinh viên tốt nghiệp mới đi làm có hệ số lương được quy định là 2,34. Với mức lương mới kể từ ngày 1 tháng 7 thì người này sẽ được trả 5.475.600 đồng tháng, tức là khoảng 220 đô la Mỹ so với 4.212.000 đồng tháng trước đây. Mức lương này thực ra còn chưa bằng lương công nhân không có bằng cấp đi làm trong các nhà máy, khu công nghiệp vốn dao động từ 6 đến 10 triệu đồng một tháng. VOA cũng cho hay các chức danh lãnh đạo như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được tính hệ số 13 sẽ có mức lương mới là 30,42 triệu đồng một tháng, tương đương hơn 1.200 đô la. Còn lương của một vị bộ trưởng với hệ số 10,3 sau khi tăng sẽ là 24 triệu 102.000 đồng một tháng, tức là chưa tới 1.000 đô la một tháng. VOA dẫn lời một thẩm phán của một tòa án nhân dân cấp huyện ở Nam Bộ cho biết, sau khi được tăng, mức lương tổng cộng hàng tháng của ông bao gồm lương và các khoản phụ cấp là hơn 20 triệu đồng một tháng. Trong đó có một khoản phụ cấp chức danh thẩm phán mà ông gọi là tiền dưỡng liêm, được tính bằng 25% trên tổng số mức lương được hưởng. Với mức lương này, hai vợ chồng ông đều đi làm và không phải thuê nhà, nên thu nhập là đủ sống đến có dư. Theo ông, sau 2 năm 2021-2022 không được tăng lương do đại dịch COVID-19, thì mức tăng 30% này cũng là thỏa đáng và cũng không có gì phấn khởi. Trước dịch, hàng năm, nhà nước đều tăng lương cơ sở khoảng 10%, ông cho biết. VOA dẫn nhận định của tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà bất đồng chính kiến, cho rằng việc tăng lương này không có tác dụng gì trong việc phòng ngừa tham nhũng trong hàng ngũ các cán bộ cấp cao. Hình ảnh những quan tham bị bắt trong vụ Việt Á. Theo lời ông thì, mức lương bộ trưởng sau khi tăng khoảng 24 triệu đồng một tháng chỉ bằng hay nhiều hơn một chút lương của một kỹ sư máy tính ở các công ty tư nhân hay nước ngoài. Tham nhũng thường xảy ra ở những cán bộ cấp cao. Nếu tăng lương lên 30% ở cấp giám đốc sở, chủ tịch thành phố thì vẫn chưa thấm tháp gì so với những người nắm giữ các vị trí tương đương ở các doanh nghiệp. Bây giờ nếu tính bỏ số tiền để giảm tham nhũng mà số tiền đó để bù cho những người là quan chức cấp cao để họ khỏi tham nhũng thì là thừa. Cho nên tôi nghĩ đó không phải là vấn đề tài chính. Ông giải thích, cho dù có tăng lương cho một bộ trưởng lên 100 triệu đồng một tháng, tức là 1,2 tỷ đồng một năm, tương đương gần 50.000 đô la Mỹ, thì số tiền đó vẫn không thấm tháp gì so với thiệt hại do tham nhũng. Vì mỗi vị bộ trưởng khi bị phát hiện tham nhũng đều ở mức lên tới hàng triệu đô la. Chỉ cần bớt được 1 triệu đô la tham nhũng thì số tiền đó trả lương cao được cho cả chục ông bộ trưởng trong một năm, ông nói. Tuy nhiên, ở cấp công chức, viên chức, ông Nguyễn Quang A cho rằng tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu doanh nghiệp sẽ được cải thiện nếu mức lương mới tương đương với lương của những người khác ở các vị trí ngang hàng trong các ngành công nghiệp, thương mại hay dịch vụ. Cũng theo ông A, chỉ tăng lương thôi mà không có các yếu tố khác để chống tham nhũng thì cũng vô nghĩa. Lương là phải đủ sống, nhưng chỉ có lương cao thôi thì chưa thể gọi là chống tham nhũng được. Cần phải có nền tư pháp độc lập, nền báo chí tự do và cơ quan giám sát độc lập nữa, ông lập luận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Tăng lương có trị được tham nhũng. Thích Chân Quang tới số Hầm Phốt Đại học Luật bung nắp. Ngày 4 tháng 7, báo Người Lao Động có bài Mạng xã hội bàn tán một bằng bổ túc cấp 3. Bài báo không chỉ đích danh ông Vương Tấn Việt, tức sư Thích Chân Quang, nhưng rõ ràng đây là bài báo nói về nhân vật này. Bài báo viết, những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ nhiều về một bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa của một người đàn ông. Theo đó, bằng này được cấp vào ngày 12 tháng 7 năm 1989
Bên dưới có chữ ký của bà Vương Thị Tần, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Cư dân mạng đã so sánh bằng bổ túc văn hóa cấp 3 của người này với bằng bổ túc văn hóa cấp 3 của một cố diễn viên nổi tiếng. Đồng thời, mạng xã hội cũng đã chỉ ra những điểm bất thường của tấm bằng này. Sau khi có dư luận trên mạng xã hội, các cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh. Kết quả xác minh thể hiện người đàn ông này không có tên trong danh sách tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa. Hình ảnh, báo nhà nước đã lên tiếng. Như vậy, sự thật đã rõ, việc xác minh nguồn gốc của tấm bằng bổ túc văn hóa cấp 3 của ông Vương Tấn Việt đã được cơ quan chức năng thực hiện. Và đây xem như là lời khẳng định tấm bằng bổ túc văn hóa của ông Việt là giả. Đây mới chỉ là bước khởi đầu, còn rất nhiều vấn đề đằng sau tấm bằng giả này cần được cơ quan chức năng làm rõ. Mạng xã hội đã có rất nhiều phân tích thuyết phục về những tấm bằng của ông Việt, như bằng cử nhân văn bằng 2 và bằng tiến sĩ cấp tốc do Đại học Luật Hà Nội cấp. Vấn đề là bằng tốt nghiệp cấp 3 là điều kiện đầu vào của các chương trình đào tạo đại học. Ông Việt không đáp ứng được điều kiện này nhưng vẫn được nhận vào học, thì hoặc là do quy trình cấp bằng có sai phạm, hoặc là bằng tốt nghiệp là giả. Dù kết quả điều tra rơi vào trường hợp nào, thì những tấm bằng của ông Việt cũng phải bị thu hồi. Hình ảnh tấm bằng bổ túc của Vương Tấn Việt được xác định là bằng giả. Bằng cấp 3 đã không đạt, xem như Đại học Luật Hà Nội nơi ông Việt tốt nghiệp cả hệ đại học lẫn hệ tiến sĩ đều bị dính sai phạm. Đặc biệt với tấm bằng tiến sĩ, ông Việt đã công bố clip bảo vệ luận án với thời gian đào tạo tiến sĩ 2 năm, thì rõ ràng đây là quá trình đào tạo có dấu hiệu sai phạm. Cộng đồng mạng cũng đặt câu hỏi rất lớn về việc thời gian nghiên cứu sinh của ông Việt trùng hợp với lệnh giãn cách của chính phủ vào cao điểm dịch COVID-19. Hiện nay, với áp lực rất lớn từ mạng xã hội, chính quyền khó mà bao che cho ông thầy chùa đầy tai tiếng này. Những bằng chứng đã được công bố rất rõ ràng và những phân tích rất khoa học của những người có chuyên môn cũng đã nổi lên khắp cõi mạng. Người dân đang chờ xem chính quyền có thực tâm làm tới nơi tới chốn vụ này hay không, hay chống lại sự thật để bao che cho một ông thầy chùa và một trường đại học luật. Dư luận xã hội đang đặt câu hỏi rằng liệu có hình thức bán bằng giả bằng cách tổ chức cho học sinh học về để hợp thức hóa hồ sơ hay không? Bởi nếu học thật, không mấy ai có khả năng đốt cháy giai đoạn đến một nửa thời gian. Nếu học thật, hầu hết các học viên đều tốt nghiệp đúng kỳ hạn hoặc trễ hơn. Chỉ có hình thức học như cưỡi ngựa xem hoa thì mới dễ dàng rút ngắn được thời gian. Dư luận xã hội đang đợi Bộ Giáo dục thẩm định các tài liệu, hồ sơ, quy trình học, cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ và nội dung các luận án tiến sĩ của Trường Đại học Luật Hà Nội có đạt hay không, có dấu hiệu thông đồng, cấu kết của các tổ chức cá nhân trong việc cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ hay không. Nếu phát hiện dấu hiệu tiêu cực, đưa, nhận, hối lộ để cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ, thì Bộ Giáo dục cần chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm quyền kiến nghị điều tra, xử lý tội phạm. Nếu khui đến cùng, cả Đại học Luật Hà Nội và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội đều phải bị điều tra. Những trường này đang có dấu hiệu sai phạm rất rõ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Thích Chân Quang tới số Hồng Phốt Đại học Luật bung nắp. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d